trọng gửi tới ban chỉ đạo, ban tổ chức, hội đồng nghệ thuật, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các anh chị và các bạn đồng nghiệp lời chào và lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Chúc Liên hoan chèo toàn quốc năm 2022 thành công tốt đẹp. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị đến với vở diễn tham dự Liên hoan chèo toàn quốc năm 2022 của nhà hát chèo Ninh Bình. Vở chèo Người hát gọi mặt trời, tác giả kịch bản Vũ Thanh Lịch, chuyển thể chèo Hồng Mặc Cát, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Hạnh Nhân, họa sĩ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đạt Tăng, biên đạo múa Lê Phương, đạo diễn âm thanh ánh sáng Xuân Tùng, chỉ huy dàn nhạc Đào Như Hồng, ánh sáng Hoàng Lam Thanh Đạt, âm thanh Xuân Nghĩa Tuấn Anh Xuân Chiến, chỉ huy biểu diễn Sơn Tùng Tiến Thành, chỉ đạo nghệ thuật giám đốc nhà hát chèo Ninh Bình, thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Quang Thập, chủ nhiệm công trình nghệ thuật giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường. Vở chèo Người hát gọi mặt trời do tập thể nghệ sĩ diễn viên nhạc công đoàn chèo 2 nhà hát chèo Ninh Bình tham gia biểu diễn. Thank you.
gành, tấm thân nhi nữ nổi nanh giữa đời. Tôi xin kể cho mọi người nghe câu chuyện cuộc đời tôi. Thank you.